thẳng xe đâu luôn. Mua lại chuối về bột ăn nhé. Mua lại chuối mình cho bột ăn rồi. Ăn đâu? Ăn nè. Nhiều quá. Nóng lắm nè. Thảo mua hàng đây cháu ơi. Thảo gà đi. Đấy là người của truyền hình đấy. Nhìn ngơ ngác nhỉ. Mua hàng hồ bà đi, nóng quá rồi. Mua đi cháu. Hồ bà mua đi cháu. Lấy cho mấy quả này nhá. Đây là chuối về ngâm ngâm rượu. Đây, 10.000. À 30.000. 30.000 à? Dễ nha. Đúng rồi, trên bàn cái gì cũng dễ. Rồi, bà cảm ơn nhá. Đây, một con này. Con xin nhá, nó về đây. Con về nhá. Bà cảm ơn nhá. Này bao nhiêu bà? 10.000. Đi sắm một nải nhá. Tôi bóng đâu không có à? Đây, có xin bóng đây. Con này khu nhà cháu nó còn không có đấy. Bây giờ kiếm họ bà nhá. Đất người ta trồng keo hết rồi. Xong mà bây giờ chuối người ta còn không trồng ấy. Chuối hột về ngâm rượu này. Bổ lắm ấy, cái chuối hột này ấy. Đây. Rồi, bà cảm ơn nhá. Hãy về nhá. Thôi, mua hàng hồ bà đi. Đâu tiền đâu. Ê, cái này 20.000. Ê, con này, hộ bà mua đi. Bà xin nhá. Cảm ơn con nhá. Rồi. Hết rồi, được về. Mâm này. Mâm mâm. Em mâm.